Chào bà con, đây là cái khung cảnh ở tại ga Tre Lửa ở Lý Cầm, ở bên Úc Đại Lợi, tiểu bang New South Wales và thuộc cùng thành phố coi như gần Sydney thôi chứ không phải ở hẳn Sydney. Thì cái trạm Tre Lửa này nó hoạt động 24/24 bà con, 24 giờ mỗi ngày, coi như cái giờ này coi như thuộc về ban đêm rồi. Bây giờ cũng bây giờ là cây mấy giờ đây, coi như 11 giờ đêm rồi, coi như vẫn hoạt động, coi như xe lửa ở đây nó hoạt động về ban đêm thì ít người đi lại, thì cái chuyến đi của nó ngắn, kéo dài thì giờ hơn. Coi như nếu mà bình thường thì ban ngày thì có chừng 5 phút có một chuyến, còn ban đêm thì nhiều khi phải mất tới nửa tiếng đồng hồ mới có một chuyến, thì có số người ít á. Đó là xe lửa bà con, đó là xe lửa điện đó, nó chạy rất là êm, mà chỉ mình nghe tiếng cái bánh xe nó chạm trên đường ray thôi, còn không có tiếng nổ hay gì hết á, tại vì nó chạy bằng điện mà. Thì xe bằng điện này nó chạy cũng mấy chục năm rồi, còn mấy cái nó cũng còn xài cái loại xe, cái loại máy dầu cơ, máy dầu để nó chạy vùng quê thôi, cái chạy vùng quê nó không có điện, không bắt điện dây điện ở vùng quê thì nó chạy bằng máy dầu. Thì không biết tương lai như thế nào mình không biết, nhưng mà coi ở trong thành phố thì hầu hết người ta chạy bằng điện không à. Và cái loại xe lửa này nó hai tầng, tầng trên và tầng dưới, coi như số lượng nó chở khách cũng rất là đông. Nhưng mà tới cái giờ mà đi cao điểm, giờ học sinh đi học hay bắt được công nhân đi về đó, thì nó chạy coi như cứ chừng 5 phút có một chuyến, là có rất là nhiều tuyến đường nó sáp nhập vô để mà chạy tới thành phố. Tại hầu hết thành phố nó làm về văn phòng rồi, cũng có một số hãng trường dọc theo đó nữa. Coi vì chính phủ đang khuyến khích người dân đi xe lửa nhiều, nhưng mà cái ca park để mà đậu xe ở mấy cái thành phố nó cũng có chưa được dành cho người ta đậu xe cả ngày được, nó chỉ đậu trong vòng cao tay là chỉ 4 tiếng à, còn rất là ít chỗ để đậu xe cả ngày để người ta đậu xe đó để người ta đi xe lửa, rất là ít, còn cứ chừng 4 tiếng thì nhiều. Đó là cái sinh hoạt của thành phố, cái Lý Cầm này, cái ga xe lửa Lý Cầm này không biết thành phố nào mình không nắm rõ nữa, không nắm rõ cái là thuộc thành phố nào. Thì mình quay ở đây coi, đây là cái khách sạn Railway Hotel. Ở nơi đây thì nó có khách sạn này thì nó có bao gồm cả ăn uống rồi ngủ. Còn trước mặt mình đây là mấy cái tiệm bán đồ ăn. Bán đồ ăn bây giờ coi như gần 12 giờ đêm rồi, mà vì 11 giờ đêm rồi vẫn còn mở mà con. Coi cuộc sống đây coi như cũng rất là tấp nập bà con. Coi dân Úc mặc dù nó mới có 25 triệu thôi, nhưng mà nó không có tản mát giống ở bên Mỹ, nó chỉ dồn vô khu vùng biển nhiều. Thì ở xa đó, ở xa thì cái ở xa hay ở giữa cái thành phố, ở giữa nước Úc á, coi như cái phương tiện mà mưa nó không rất là ít, cho nên người ta không có tập trung người đó, rồi hãng xưởng không có nữa, hầu hết tập trung ở vùng biển nhiều. Coi như nước Úc coi như là một hòn đảo lớn và chung quanh coi như là biển, vì vậy coi tập trung ở cái vùng ven biển nhiều, tại vì nó có mưa nó thuận hòa hơn là ở xa. Ở giữa nước Úc thì là cái sa mạc, nên là coi
Cái sa mạc lớn ở nước Úc là ở giữa Adelaide với lại bên Perth, hai nơi đó. Bây giờ bắt đầu những người mà đi xe lửa họ đã bắt đầu xe lửa họ tấp vô đó, thì bắt đầu thì người ta bắt đầu đi xuống, người ta đi ra xe. Giờ mình cũng đang đón bà xã của mình đi làm, coi như làm ban đêm, rồi nhiều khi là làm ban ngày nó cũng bất kể, nhiều khi nó gửi công việc á. Coi khi làm chỗ nào nó cần nó thì bắt đầu nó mới gửi tới cho mình thôi, chứ chưa có được vô thường thường xuyên. Thì nếu mà làm cây sồi như vậy á, làm thì nó sẽ trả lương cao hơn, nhưng mà công việc nó bấp bênh lắm. Nhiều khi hai ba chỗ nó gửi, nhiều khi chẳng có chỗ nào gửi nữa. Thì coi xe lửa bây giờ nó cho khách xuống á, thì bắt đầu người ta đang kéo nhau ta ra về, rồi những người nào đi thì bắt đầu nhảy lên đi tiếp chỗ chạm nào đó là theo ý người ta muốn. Ở nơi này chỗ này mình đậu xe chỗ này đó, nó chỉ dành cho những người nào mà thả khách xuống cũng như đón khách đi thôi, còn nó không cho phép mình đậu, không cho phép mình đậu, còn chỉ để đón khách với thả khách xuống đó. Mà con thấy cái chữ này nó thả xuống với đón thôi. Còn cái chuyến xe lửa này nó chạy từ nơi khác tới nè, từ nơi khác tới, coi như là không có chạy ở thành phố tới. Đó mà con thấy cái dáng này ha, chỗ này dành cho người đi bộ nè, dành cho người đi bộ, mà nếu mà xe nào mà chạy tới đó phải 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 nhường cho người ta, nếu không nhường á mà gây nguy, đụng cái mấy người mà bộ hành nè nó phạt nặng lắm rồi con. Ok, phim cũng tạm dài rồi, mình ngưng máy để mình tải lên cho bà con ha. Coi như cuộc sống coi như bên này cũng rất là nhộn nhịp bà con, coi như dân chúng hầu hết là tập trung ở mấy thành phố lớn không à, còn mấy cái xa xa đó coi như nó vẫn chưa có tạo công ăn việc làm cho người dân ở đó, cho nên hầu hết người dân đều tập trung vào thành phố lớn. Và cái thành phố Sydney này là cái thành phố đông dân 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 nhất ở ở bên Úc, rồi sau đó tới Melbourne. Ở đây thì hầu hết là coi nhiều đủ sắc dân hết bà con, đủ sắc dân hết, coi ok rồi là mình thấy rồi, là bắt đầu mình đổ máy rồi, chuẩn bị đón bà xã mình về. Rồi ai mà thích video mình cho mình cái subscribe á, một cái like gì bà con ha, thì mình tiếp tục mình quay cuộc hành trình của mình ở bên Úc nó như thế nào. Rồi bye bye bà con nha.